Việt Nam thắng đẹp Malaysia, từ châu Á BAFF Cup phải thế. Trong ngày mà quốc ca vang lên ở mọi nơi, tuyển Việt Nam đã cho thấy sức mạnh bằng chiến thắng đẹp mắt trước Malaysia, chung kết bảng BAFF Cup. Hài lòng và phấn khích có lẽ là cảm giác chung của người hâm mộ bóng đá Việt Nam lúc này. Sau thời gian dài không được bùng nổ cùng sắc đỏ với 90 phút bay trước Malaysia, trận đấu cần phải thắng và nhất định phải thắng, tuyển Việt Nam đã sắm vai bề trên trước Malaysia ngay từ những phút đầu tiên. Lượt trận thứ hai bảng BAFF Cup, các học trò của huấn luyện viên Park Hang-seo tự tin làm chủ cuộc chơi, phô diện thứ bóng đá và sức mạnh của mình khiến Malaysia không thể chống đỡ. Thực sự sướng mắt khi nhìn tuyển Việt Nam chơi bóng với những cái tên quen thuộc Quang Hải. Công Phượng điền tên lên bảng điện tử và một nhân tố quan trọng ở giải đấu nấy, Hoàng Đức. Phát biểu với truyền thông nhà, huấn luyện viên Tang Chen hoe cho biết sẽ cố gắng để ngăn chặn sức mạnh Việt Nam, một đối thủ khó chơi. Tuy nhiên, dù cố đội vận ở đối đầu với thầy Park thì nhà cầm quân này vẫn lực bất tòng tâm đánh dấu trận thua thứ năm và chưa lần nào có thể nở nụ cười chiến thắng lần còn lại hòa. Người Malaysia có thể ăn ủi rằng họ bị thiệt quân bởi chấn thương và Covid-19 nhưng bên cạnh đó là sự thật rõ ràng khác. Việt Nam quá mạnh và họ vẫn đủ khả năng để vượt qua. Thắng đẹp Malaysia Tuyển Việt Nam còn cho thấy đã thu gặt được không ít từ những cuộc đấu với các ông lớn châu Á tại vòng loại cuối World Cup 2022. Tuy chúng ta không thể giành chiến thắng trước những Nhật Bản, Saudi Arabia, Australia, Oman nhưng đã luôn nỗ lực, không e dè và có nhiều thời điểm chơi tốt trước các đội bóng hàng đầu khu vực. Chính việc được cò sát quý giá này, nhất là trong bối cảnh đại dịch Covid-19 ảnh hưởng đến nhiều giải đấu, đã giúp các học trò của huấn luyện viên Park Hang Seo càng trưởng thành hơn trong bản lĩnh lẫn kinh nghiệm. Dĩ nhiên, hành trình bảo vệ ngôi vương AFF các vẫn còn dài với những thách thức phía trước, nhưng tuyển Việt Nam đã không làm người hâm mộ thất vọng qua trận đấu với Malaysia. Chiến thắng đẹp của Việt Nam trước Malaysia còn là lời nhắn gửi đến người Thái, những người đánh giá thầy trò Park Hang Seo xếp sau Malaysia, là cựu chủ tịch liên đoàn bóng đá Thái Lan, Wurawi Makudi cho dù nói Việt Nam đã khác xưa nhưng vẫn lo ngại sức mạnh của tuyển Malaysia hơn. Là huấn luyện viên U23 Thái Lan, Wuragut Surimaka cho rằng Malaysia sẽ đứng nhất bạn B chứ không phải Việt Nam. Việt Nam hôm nay đơn giản chỉ cần thắng Malaysia và cách Quang Hải, Công Phượng, Hoàng Đức cùng đồng đội thực hiện đã nói thay tất cả. Cảm ơn những chiến binh áo đỏ đã có quà cho người hâm mộ bằng màn trình diễn đẹp, những bàn thắng không thể chê. Sau ra quân thắng nhẹ Lào và không thể nói là khiến người hâm mộ hài lòng. Hôm nay, trong ngày mà quốc vang Việt Nam vang lên khắp nơi, những chú rồng Đông Nam Á khiến tất cả chúng ta tràn ngập niềm vui và kiêu hãnh.